Chứng từ tiếp theo các bạn sẽ đi vào thực hiện hạch toán hóa đơn giá trị gia tăng ngày 3 tháng 1, hóa đơn số 256. Trước khi đi vào thực hiện hạch toán các hóa đơn chứng từ, các bạn phải kiểm tra xem đây là hóa đơn mua vào hay hóa đơn bán ra. Căn cứ vào họ và tên người mua hàng thuộc đơn vị công ty trách nhiệm hữu hạn Khuôn Mẫu Hải Anh thì đây sẽ là hóa đơn mua vào. Nếu các nội dung ở trên thể hiện là công ty Khuôn Mẫu Hải Anh thì đó sẽ là hóa đơn bán ra. Và kiểm tra xem tên hàng hóa dịch vụ, số lượng, đơn giá tổng thành tiền, thuế suất và hình thức thanh toán. Doanh nghiệp mua các mặt hàng bao gồm dây đồng thau, thép không gỉ và thép tấm với tổng giá trị của hóa đơn 104.454.935 đồng với hình thức thanh toán là bằng chuyển khoản. Để xác định được đây là hóa đơn mua nguyên vật liệu, hàng hóa hay dịch vụ thì chúng ta sẽ phải căn cứ vào các lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp mà chúng ta đang hạch toán. Đối với công ty Khuôn Mẫu Hải Anh chủ yếu là mảng sản xuất gá khuôn. Và các nguyên vật liệu chủ yếu để có được các thành phẩm sẽ bao gồm dây đồng thau, thép không gỉ và thép tấm. Do đó đây sẽ là hóa đơn mua nguyên vật liệu về nhập kho để đưa vào quá trình sản xuất. Chúng ta sẽ phản ánh vào tài khoản 152 để làm tăng kho nguyên vật liệu. Còn đối với công ty thương mại mua về và trực tiếp bán cho khách hàng thì chúng ta sẽ phải đưa toàn bộ các mặt hàng này vào kho hàng hóa và phản ánh vào tài khoản 156. Còn trong trường hợp đối với các doanh nghiệp chủ yếu là đưa vào quá trình sản xuất và vừa xuất bán trực tiếp cho khách hàng thì trước tiên chúng ta sẽ phải đưa vào tài khoản 152 để làm tăng kho nguyên vật liệu. Và khi nào doanh nghiệp xuất bán nguyên vật liệu đó cho khách hàng thì chúng ta sẽ chuyển từ kho nguyên vật liệu sang kho hàng hóa để xuất bán. Như vậy ở hóa đơn số 256 chúng ta sẽ phản ánh hạch toán hóa đơn mua nguyên vật liệu về nhập kho, chưa thanh toán tiền cho nhà cung cấp. Lưu ý đối với các hóa đơn có tổng giá trị bao gồm thuế giá trị gia tăng từ 20 triệu trở lên bắt buộc phải thông qua công nợ và chuyển khoản cho nhà cung cấp ở thông tư số 78 năm 2014 thông tư của Bộ Tài chính. Các khoản chi nếu có hóa đơn mua vào hàng hóa dịch vụ theo từng lần trên 20 triệu trở lên để được khấu trừ thuế giá trị gia tăng và được ghi nhận vào chi phí hợp lý thì các bạn sẽ phải thực hiện việc thanh toán qua chuyển khoản để trả tiền cho nhà cung cấp. Do đó tổng số tiền 104.454.935 đồng doanh nghiệp phải thực hiện chuyển khoản để trả tiền và không được thanh toán cả bằng tiền mặt và bằng chuyển khoản. Nếu doanh nghiệp thanh toán cả hai hình thức thì toàn bộ số tiền thanh toán bằng tiền mặt sẽ không được ghi nhận vào chi phí hợp lý và không được khấu trừ thuế giá trị gia tăng. Các bạn sẽ phản ánh các nghiệp vụ liên quan đến hạch toán hóa đơn mua nguyên vật liệu về nhập kho. Nợ cho tài khoản 152, nợ cho tài khoản 1331 và có cho tài khoản 331. Mua nguyên vật liệu sẽ làm tăng kho nguyên vật liệu, do đó theo tính chất của tài khoản 152, tăng bên nợ, giảm bên có, phản ánh nợ cho tài khoản 152 với tổng giá trị 94.959.032 đồng. Nợ cho tài khoản 1331 là thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ với thuế suất là 10%. Và có cho tài khoản 331 làm tăng công nợ phải trả cho nhà cung cấp theo tính chất của tài khoản loại 3 tăng bên có giảm bên nợ. Và lúc này các bạn có thể nhìn thấy tổng bên nợ sẽ luôn luôn bằng tổng bên có. Căn cứ vào hóa đơn mua vào số 256, các bạn sẽ vào phân hệ mua hàng và tích chọn chứng từ mua hàng hóa. Hạch toán theo thứ tự chúng ta sẽ chọn một nhỏ mua hàng trong nước nhập kho để phần mềm cập nhật phiếu nhập kho, hình thức chọn chưa thanh toán. Và ở đây để chúng ta thể hiện tab hóa đơn và tab thuế, các bạn phải tích chọn nhận kèm hóa đơn. Và ở phiếu nhập kho các bạn sẽ điền thông tin của nhà cung cấp thì phần mềm sẽ tự động cập nhật các thông tin sang phần tab hóa đơn. Lưu ý chúng ta không điền các thông tin ở phần tab hóa đơn trước thì phần mềm sẽ không hiểu để cập nhật sang phần phiếu nhập kho. Do đó chúng ta phải làm lần lượt đi từ trái sang phải. Nhà cung cấp là công ty trách nhiệm hữu hạn Kokusei Seimitsu Việt Nam. Và các bạn sẽ tìm kiếm đến thông tin của nhà cung cấp.
Đối với trường hợp mã nhà cung cấp mới thì chúng ta sẽ tích vào phần dấu cộng và căn cứ vào mã số thuế để chúng ta điền. Sau đó nhấn lấy thông tin, phần mềm sẽ tự động cập nhật tên và địa chỉ. Lúc này các bạn sẽ sửa lại phần mã sao cho phù hợp. Sau đó chúng ta sẽ nhấn cất. Lưu ý, một mã nhà cung cấp hoặc một mã khách hàng thì chúng ta chỉ được tạo một lần để tránh trường hợp làm sai công nợ. Và nội dung các bạn sẽ ghi mua nguyên vật liệu nhập kho. Theo hóa đơn số 256, ngày hạch toán ngày chứng từ là ngày 3 tháng 1. Phần mềm sẽ tự động cập nhật toàn bộ sang phần tab hóa đơn và lúc này các bạn sẽ điền hóa đơn số 256. Lưu ý, khi các bạn cất chứng từ và quên ngày hạch toán ngày chứng từ, các bạn nhấn bỏ ghi, nhấn sửa thì chúng ta sẽ phải sửa lại bằng tay ngày hạch toán ngày chứng từ và cả ngày trên hóa đơn để phản ánh đúng ngày của hóa đơn. Sau khi điền xong toàn bộ phần thông tin chung, chúng ta sẽ xuống phần một nhỏ hàng tiền. Ở phần mã hàng, các bạn sẽ tích vào phần mũi tên để chúng ta chọn đến các mã nguyên vật liệu mà doanh nghiệp mua về nhập kho. Đầu tiên, dây đồng thau. Đối với trường hợp khi các bạn tìm kiếm chưa có mã nguyên vật liệu là dây đồng thau, thì chúng ta sẽ tích vào phần mũi tên dấu cộng để khai báo một mã nguyên vật liệu mới. Tên thì các bạn sẽ ghi đầy đủ căn cứ theo tên của hóa đơn. Tính chất, nhóm vật tư hàng hóa các bạn sẽ chọn là nguyên vật liệu, nhấn đồng ý. Căn cứ theo đơn vị tính chính là kg. Và chọn kho ngầm định là kho nguyên vật liệu. Tài khoản kho là 152 và phản ánh tài khoản chi phí là 621 để đưa nguyên vật liệu vào chi phí sản xuất. Sau đó chúng ta sẽ nhấn cất. Còn ở đây các bạn đã có các mã nguyên vật liệu rồi thì chúng ta chỉ cần tìm kiếm để phần mềm cập nhật lên và được phản ánh vào kho 152 để làm tăng kho nguyên vật liệu. Bút toán phản ánh nợ cho tài khoản 152, nợ cho tài khoản 1331 và có cho tài khoản 331 làm tăng công nợ phải trả cho nhà cung cấp và các bạn sẽ điền tổng số lượng 80 kg, đơn giá 208.333 đồng. Mã nguyên vật liệu thứ hai, thép không gỉ, số lượng 500 thanh với đơn giá 25.000 đồng. Và mã nguyên vật liệu cuối cùng, thép tấm. Số lượng nhập kho là 536 kg và đơn giá mua về 122.747. Sau khi điền xong, các bạn phải kiểm tra lại toàn bộ các nguyên vật liệu tương ứng với số lượng và đơn giá. Sang phần 2 nhỏ tab thuế, chúng ta sẽ căn cứ vào thuế suất là 10%. Các bạn sẽ kích vào phần mũi tên để chọn phần trăm thuế suất, nhấn phải chuột và chọn sao chép cho các dòng dưới để phần mềm tự động cập nhật tiền thuế giá trị gia tăng. Lưu ý, không được sửa hoặc xóa các nội dung liên quan đến tài khoản thuế, nhóm, hàng hóa, dịch vụ mua vào. Sau khi hạch toán xong các nội dung, chúng ta sẽ kiểm tra lại tổng số tiền cuối cùng, phản ánh giá trị lô nguyên vật liệu, phản ánh thuế giá trị gia tăng và tổng số tiền thanh toán 104.454.935 đồng. Trong trường hợp khi các bạn kiểm tra lại không phản ánh đúng tổng số tiền thì chúng ta sẽ phải kiểm tra lại toàn bộ tổng số lượng đơn giá và kiểm tra xem phần trăm thuế suất các bạn đã chọn hay chưa. Lưu ý, khi các bạn chọn các mã nguyên vật liệu không thể hiện kho 152 và không phản ánh đúng vào tài khoản 152 thì chúng ta sẽ phải quay lại phần danh mục vật tư hàng hóa, chọn vật tư hàng hóa và kiểm tra đến các mã nguyên vật liệu. Và trong các mã nguyên vật liệu, nếu không thể hiện tài khoản 152 là do khi các bạn khai báo mã chúng ta chưa chọn kho ngầm định và tài khoản kho thì khi hạch toán các hóa đơn chứng từ, phần mềm cũng sẽ không tự động cập nhật lên. Do đó chúng ta sẽ phải vào sửa lại để các hóa đơn sau chúng ta sẽ không cần phải sửa bằng tay. Còn trong trường hợp mà phần mềm không phản ánh kho và phản ánh trực tiếp vào tài khoản 621 là do các bạn chọn mua hàng trong nước không qua kho, phản ánh các nguyên vật liệu này được đưa trực tiếp vào quá trình sản xuất. Nếu không phản ánh đúng thì chúng ta sẽ phải sửa lại ở phần tab trên để chọn đúng mua hàng trong nước nhập kho. Và lưu ý, kiểm tra lại hình thức thanh toán để phản ánh đúng công nợ phải trả cho nhà cung cấp. Hạch toán đúng rồi thì chúng ta sẽ nhấn cất để hoàn thành nghiệp vụ. Phản ánh đối với hạch toán hóa đơn mua nguyên vật liệu về nhập kho. Và đối với hóa đơn mua nguyên vật liệu nhập kho thì đằng sau hóa đơn sẽ là chứng từ phiếu nhập kho đi kèm
phản ánh toàn bộ các nguyên vật liệu được nhập vào kho 152.